Bữa nay mình sẽ qua gặp anh bạn của mình là Ken nè. Ken là một trong những fan cứng của MFC. Bữa nay chúng ta sẽ xem anh ấy review tài sản quý báu của anh ta về MFC như thế nào nha. Rồi xin mời anh cho biết cái áo này như thế nào đây. Hello, xin chào tất cả anh em. Cầm cái up này là chắc mọi người đã biết mình là fan ngoài rồi đúng không? Mình là Ken, là fan của M10. Tính ra mình là fan của M10 tới nay cũng đã được 13 năm. 13 năm nha các bạn. Từ 2009 trận chung kết C1 tại Rome thành Rome. Trước World Cup này thì cũng không dám mong nhiều là Messi sẽ chỉ cần mong Messi là đá hay thôi chứ không dám mong Argentina Đúng sẽ vô rồi. địch. Do thật sự thì World Cup này Messi đá quá cháy. Gọi là điệu tango cuối cùng The Last Dance đúng không? là Last Dance của Messi là Ai cũng quá đang mãn đúng nhãn rồi. cho cả những người fan như mình và cả những người yêu mến Messi trên toàn thế Quá dữ luôn. Nè các bạn fan Messi bơi vào đây giới. nha. Mình không phải fan Messi nhưng mà mình nghe mình cũng thấy thấy cháy cháy Thật theo sự luôn. là quá cháy 13 năm Ok. mà tới cái kỳ World Cup cuối cùng và cái trận đấu cuối cùng của anh tại sân khấu quốc tế vũ đài lớn nhất thế giới lại là trận Rồi. chung kết World Cup. Ok. Đó sẽ là một Quá cái dữ. kết dù có thắng hay thua thì nó cũng sẽ là một cái kết quá là Xứng đáng. viên viên mãn với Messi và cả những fan bóng đá trung lập nói chung rồi. Thì mình có sắm hai cái Đó áo. các bạn thấy trên tay là Đây, cái trên tay của áo mình đó. là một cái áo Argentina. Áo này như thế nào bạn? Áo này là áo chính hãng Adidas sản Quá xuất dữ luôn. cho bản Argentina, bản player. Để mình sơ gần nha. Đây, Đây cái nem set này nó đẹp này nha. là năm đầu tiên mà Adidas làm bản layer cho Quá cái sản dữ. phẩm của mình. Trước đây thì Nike đã đi trước công nghệ của Adidas là họ làm vải Flyknit. Nhưng mà năm nay thì Adidas đã chính thức ra cái mắt của World Cup là cái bản layer. Bạn hãy cho biết cái áo này trị giá Nó bao nhiêu sẽ có bản tiền layer và bản fan. Bản không? layer thì những cái chi tiết và nó sẽ giống gần như là áo cầu thủ mặc ra sân thi đấu rồi. Áo cầu thủ mặc sẽ gọi là match worn. Và bản player IZU nó cũng khác một chút xíu thôi nhưng mà hầu như là nó cũng tương đồng. Và Ok. mình mua luôn cái nem set của Messi, đó là nem set M10 chính hãng luôn. Đây bạn có thể thấy những cái đường nét ở trên những cái vân, những cái đường cái chấm bi ở đây có cái logo in chìm của đội tuyển Argentina đây. Quá dữ luôn. Đó, đây. Bạn có thể cho biết cái Đó. áo này bao nhiêu tiền không? Mình thấy chắc Còn cũng đây mắc. là cái logo hình mặt trời của tuyển Argentina này. Quá dữ. Ngoài trước là ngoài hai sau. Thì cái áo này mình mua trước World Cup á, thì mình mua được giá khá tốt. Và nó khoảng tầm 3 triệu 6 đến 3 triệu 9 là luôn cả in tên của Messi. Đây Đây. là cái áo đấu away, cả cái áo đấu bản thứ hai của Adidas. Này là bản fan thôi. Cái áo sân nhà của mình là bản player. Còn cái này là mình mua bản fan thôi để Có kỷ cái niệm thôi. nem cái Copa cái Đây mình America cũng nữa. sử dụng cũng có cái nem set của M10 đây. Này, Đây. quá đẹp. Đây mình có cái nem set của M10 đây. Quá nhiều Nó đúng. là một màu bạc rất là đẹp. Đúng phần cứng luôn có Rất khác là đẹp. nha. Rồi và ở đây mình có một cái bát chính hãng của nhà vô địch Copa America 2021. Quá Cái dữ. bát này chỉ được in sau sau cái giải đấu mà họ vô địch, có nghĩa là sau Copa America thì Athena sử dụng cái mẫu áo này để giao hữu nè, Giấu đá vòng loại World Cup nè, thì được sử dụng cái Copa này. cái trận gần đây nhất là 5-0 mà đá với lại Oman hay cái đội nào của Saudi Arabia. UAE vậy, UAE vậy Đúng mình rồi, không nhớ nữa. là có sử dụng cái bát này nha mấy bạn. Này là Ok. bát chính hãng luôn. Mình mua được cũng Quá là hay. đâu khoảng 350 400 gì đó. Và quan trọng cuối cùng mình cũng muốn giới thiệu đây. Đây. Đây chính là cái mà mình đã gọi Tâm huyết là nhất đúng tâm không? huyết nhất và cũng gọi là cũng đã dành dụm rất nhiều để cố gắng để sở hữu nó. Nhưng mà mình mua trước World Cup. Các bạn có thấy trong cái video clip của mình là có review trước rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ review kỹ hơn nữa cho các bạn biết thông tin của sản phẩm này nha. Cái đôi giày này gần 45 triệu. Thật sự là chỉ có fan mới dám chơi chứ thật sự là mình không dám chơi đâu các bạn ơi. Hôm bữa mình mượn của anh bạn anh Ken rồi mình mượn lại để mình review cho bạn coi. Không có Đó, quá dữ. Cái ánh sáng bên đây đẹp hơn để mình làm review cho các bạn coi kỹ đây hơn nha. cái đôi giày này các bạn thấy đây, đây là một chiếc trang chị phải nó mới kêu là tên của nó Swiss Portal Legenda FG1.1. Đây mình đang cầm nó trên tay là đôi giày này là size 40 2/3 size giày của mình. Khi mà mình mua để mình kỷ niệm thì mình chọn cái size giày của mình. Thực ra nếu mà để có giá trị hơn á, thì mọi người chọn mua size của Messi là size 42. Còn cái này thì mình chỉ chọn size 40 2/3 thôi là size chân của mình. Đây thì đôi giày này là lúc mình mua
iPad mở bán ngày 24 tháng 11 là mình mua giá nó chỉ có 300 bảng Anh, là giá niêm yết trên 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 iPad, và chỉ 5 phút sau khi mở bán là toàn bộ được bán sạch. Và sau đó thì giá chợ đen hiện ngay ngày hôm đó thì giá chợ đen đã đẩy lên khoảng 600 đô, 600 bảng Anh rồi. Và cái giá của hiện tại thì nó quá khủng rồi, giá hiện tại nó vẫn còn đang tăng theo cái gọi là cái Nhu cầu hả? cấp số nhân, đang tăng theo nhu cầu, tăng mỗi ngày luôn. Đúng. Tại vì hiện tại càng tới trận sát trận chung kết thì cái lượng người và lượng fan Messi họ muốn sổ đôi giày này rất là nhiều đó. Đây mình hiện tại thì mình cập nhật giá, thì hiện tại đôi giày này đang có giá 2.000 đô rồi các bạn, trên eBay các bạn có thể check. Quá đẹp. Hiện tại mình biết là cái đôi này cũng chưa có đôi nào phát đâu nha các bạn, đôi nào nó chính hãng ở Adidas nha. Đây Quá đẹp luôn. Cho các bạn coi đây, thật kỹ sự là nha. mình cũng rất là may mắn, mình được một cái anh chuyên order đồ chính hãng ở Anh nội trợ, anh mua cho mình. Lúc đó mình mua chỉ có giá 300 bảng nha mọi người. Quá Đây đẹp. đôi giày của Messi, Cái này ví dụ mình quý quá mình đeo ngủ được không? thật sự mình cũng chưa Nên dám, mình chưa dám xỏ vô luôn á các bạn. Nghe hả? Có nghĩa là mình chưa dám xỏ cái chân mình để vào đôi giày này luôn á, mình chỉ để là mình chân thôi. Chắc Thậm chí là ông sau này hùng chắc là mình khi mà có con rồi mình đóng một cái khung để lồng kính mình, ha. một cái hộp để mình lồng kính đôi giày này. Rồi. Đây là giày mà các bạn thấy này. Quá đẹp. 300 đôi, chỉ có 300 đôi toàn thế giới. Thật sự là cảm thấy quá may mắn khi mà sở hữu một đôi các bạn. Quá đẹp. Hy vọng là đôi giày này sẽ giúp Messi giành cúp tối nay Mình nha. hy vọng này đôi giày này sẽ là đôi giày ghi bàn thắng cuối cùng ở Rồi. World Cup, cũng là đôi giày đưa Argentina lên đỉnh World Cup, Quá đỉnh. thì mình sẽ cảm thấy thật sự là rất là may Xứng mắn. đáng đúng không? Còn nếu Hiện lỡ tại đôi lỡ giày này đã đồng hành với Messi 5 bàn thắng và 3 kiến tạo trong kỳ World Cup này, có thể là một kỳ World Cup hay nhất trong sự nghiệp của Messi là cũng nhờ đôi giày này các bạn. Đó là lý do tại sao hiện tại nó đang quá hot. Những điệu nhảy cuối cùng của Messi, những gì tinh túy nhất anh thể hiện trên sân đều đều mang đôi giày này. Đúng với Rồi. cái tên gọi của nó, Legenda, huyền Ok. thoại trong tiếng Tây Ban Nha. Quá dữ. Quá hoàn hảo, quá viên mãn các bạn. Đây, đó là cái bài review Chị của mình sẽ về cái sản phẩm mà hiện tại là mình cực kỳ thích. áo Có thể ôm có đi mà ngủ mỗi ngày. áo có giày có, bây giờ bia có luôn, bây giờ chúng ta chỉ còn chờ đến khi nào mà anh ta Chiến thôi các bạn, nâng cấp cùng nữa cổ thôi vũ Messi thôi. là ok đúng không? Yes, Rồi. cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, mình Tạm không biết biệt. là khi nào mà clip này có thể lên sớm hay muộn, nhưng mà mình chắc chắn là sẽ có khi mà Mình Argentina hy đón vọng Pháp là trước giờ gì đúng không? Trước giờ gì? Đóng gói lại, đóng gói lại. Nghe trước trận chiến, trước trận Trước chiến. trước trận chiến. Đúng rồi. Rồi. Là để kiếm cây mót rồi. Mót tôi quăng rồi. Anh em sẽ check in ok. Check in chụp hình này Được kia kỷ niệm không? Lâu lâu mới có một lần mà đúng không? Hả, quay clip lên tàu đầu tư công thu gì vậy? Ảo này có tên không? Nó xe không? Có Có rồi à, dữ vậy ta. Nó xe đã bay thì sao đỡ được. Thôi vô em làm đi. Rồi nha anh em. Mình siêu nha. Mình siêu nha. Một dao trả thôi. Hỏi đi Messi ơi. Messi. Hay quá. Có những lúc tưởng như đã bằng vợ chứ ta. Tôi nói này là tôi là một fan của anh Cristiano Ronaldo bằng 7, mà nói chung là trận chung kết có hay, có cảm xúc hay mà có đúng không? Phải công nhận là hay nhất từ đến giờ phải không? Đúng rồi, hay nhất từ trước rồi. Từ
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.